Trên bay bằng cân số rõ ràng, trên bay đúng. Nhưng mà tuy nhiên là về thời gian thì thấy các tổ làm bài cô theo dõi thấy hơi lộn xộn. Cái cách khấu của chân chưa được rất là từ. Đó là nếu mà dựa vào bảng á, có cho cái điểm. Nhưng vì chưa được cẩn thận từ trong quá trình làm bài, đó là rơi xuống 1 điểm, còn 9 điểm.